Chào các bạn. Mình xin hướng dẫn các bạn cách lau vệ sinh phết dựng nấm. Các bạn phết dựng nấm của mình là dùng hàng ngày trong ấm thèm phấn nó giống mình sẽ dùng pha hẳn nước phụ lực trong nền đã tốt. Thịt bằng sáng máu luôn các bạn ạ, ấm đã sạch sẽ gọn gàng.
Đây là phích nước mình dùng hàng ngày rất tiện lợi. Xin chào các bạn, về hẹn gặp lại.